Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dẹp chuyện bầu cử Quốc hội, Nguyễn Văn Nên chuẩn bị sống mái với Lê Thanh Hải. Mới được đưa về thành phố lớn nhất nước, cưới hơn 6 tháng mà Nguyễn Văn Nên đã tống được Tất Thành Cang vào tù. Điều mà 4 năm qua ông Nguyễn Thiện Nhân không làm sao có thể thực hiện. 6 tháng mà vừa đấu tranh cho chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị, vừa phải tìm ra chiến thuật để đấu với Tất Thành Cang và tóm được ông cựu phó bí thư thành ủy này, thì xem ra Nguyễn Văn Nên rất là khá không hổ danh người đã từng ở trong ngành công an. Ông Nguyễn Phú Trọng khá chuộng người có xuất thân từ ngành công an. Tô Lâm hiện nay cũng là cánh tay đắc lực cho Nguyễn Phú Trọng, chuyên xử lý những vụ án rất khó khăn. Và hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Nguyễn Văn Nên cũng cho những vụ án khó mà nhiều năm qua ông Trọng không thể nào làm cho kịp. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang bị bắt giữa tháng 12 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Nên về thành phố lớn nhất đất nước được ngồi vào chiếc ghế bí thư thành ủy trong lúc ông chỉ mới là ủy viên Trung ương Đảng. Điều đó có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng đã ngầm cho ông Nên biết rằng ông đã được đặt ông Nên vào chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13 rồi. Và ông Nguyễn Văn Nên cũng hiểu rằng nhiệm vụ của ông thay cho Nguyễn Thiện Nhân thì ông cần phải làm được những gì mà ông Nguyễn Thiện Nhân chưa làm được. Khoảng giữa tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Văn Nên cho bắt Tất Thành Cang thì điều đó cũng có nghĩa là ông Nguyễn Văn Nên đã hiểu ý. Đấy là điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đang cần. Và đấy cũng là cái giá phải trả cho chức bí thư thành ủy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho ông Nên. Bộ tứ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa, Tất Thành Cang được ví như tứ trụ của thế lực ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Nên đã bắt Tất Thành Cang cũng xem như bẻ một chiếc chân trụ và bộ tứ trước đây thành bộ tam như bây giờ. Và thông tin cho thấy dường như bộ tam đang liên kết lại. Chuyện bắt một người yếu nhất trong bộ tứ dễ hơn bắt một người mạnh nhất trong đó, và càng khó hơn khi đặt mục tiêu cả ba người còn lại. Được biết, những ngày sau Hội nghị Trung ương 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho báo chí giáo tên ông Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, báo chí giáo như vậy nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hay có hoạt hành động gì hay không lại là một chuyện khác. Việc bắt Lê Thanh Hải hoàn toàn khác với bắt Tất Thành Cang. Ba người gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua dường như đang hợp sức lại để chống lại chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng ở miền Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên. Được biết, vào cuối năm 2020, trong giai đoạn chuỗi nóng bỏng trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị địa phương cũng đang tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc khóa 13 năm 2021. Trong lúc vừa đấu đá vừa nhóm lò sợ lò nguội, nên ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết định điều chuyển công tác lãnh đạo Nguyễn Văn Nên về thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2020, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Bộ Chính trị và thực chất là sự ủy thác của ông Nguyễn Phú Trọng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều chuyển công tác của ông. Lúc này, ông Nguyễn Văn Nên chỉ mới là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương của Đảng, được miễn nhiệm vụ tại Chánh văn phòng Trung ương, được điều động về Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 11. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, tại hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11. Người kế nhiệm cho Nguyễn Thiện Nhân, ông bắt đầu sự nghiệp trở thành lãnh đạo toàn diện cao nhất ở thành phố này. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, ông Nguyễn Văn Nên đã được bầu làm Ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Vào ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Xong việc ở Trung ương, ông Nên từ bỏ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và tập trung vào bắt cá lớn.
Bất ngờ vào ngày 16 tháng 3 trên các báo chí nhà nước đồng loạt thông báo ông Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội. Đây là tin bất ngờ vì từ xưa tới nay chưa có quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nào từ bỏ chức đại biểu Quốc hội cả. Đó là chức vụ đảng giao cho người đảng viên, đặc biệt là một lãnh đạo đảng. Người có chân trong bộ chính trị như ông Nguyễn Văn Nên thì cần phải tuân thủ điều đó. Tuy nhiên lần này ông đã từ chối và lý do tại sao lại như vậy? Đây là hình ảnh báo chí nhà nước đưa tin ông Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội. Được biết việc Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khi này là với chức danh Bí thư Thành ủy đã không có tên trong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, không liên quan gì đến kỷ luật hay sai phạm cả. Chiều ngày 16 tháng 3, Ủy ban bầu cử đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 224 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không có ông Nguyễn Văn Nên. Điều đặc biệt là ông Nguyễn Thiện Nhân, người đã bị ông Nguyễn Văn Nên loại khỏi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lại có tên trong danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Nói thẳng ra là ông Nguyễn Thiện Nhân đã hết thời tại thành phố Sài Gòn và sẽ là người thay thế vị trí đại biểu Quốc hội mà ông Nguyễn Văn Nên đã để lại. Được một năm là đại biểu Quốc hội phải mất hơn 2 tháng đi Hà Nội họp thì là rất lãng phí. Với vai trò phải xử lý nhiều vụ án gai góc ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên đã dứt khoát không bỏ mất những khoảng thời gian đó và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Ông Nguyễn Văn Nên có thời gian làm ngồi ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông cần làm gì đó để được ông chủ lò tín nhiệm cho ngồi lại chiếc ghế quyền lực này hay được cân nhắc lên cao hơn nữa. Theo một số nhà phân tích, ông Nguyễn Văn Nên đã chọn cách bỏ đi những việc vô bổ để tập trung cao độ vào việc là một việc khôn ngoan. Trước mắt, ông Nguyễn Văn Nên cũng được tiếng thơm là không tham quyền để tô bóng sự nghiệp chính trị. Và ông Nguyễn Văn Nên cũng đã củng cố quyền lực mạnh hơn tại Thành phố Hồ Chí Minh, giống như Nguyễn Phú Trọng đã nắm Đảng ủy Trung ương để củng cố mạnh cơ bắp cho bản thân. Thì ông Nguyễn Văn Nên cũng vậy, ông ta cũng nắm cho bằng được Đảng ủy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết vào cuối năm 2020, ông Nguyễn Văn Nên đã vào Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định làm Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị cuối năm 2020 do Đảng ủy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 12, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước áp lực của ông Nên cùng với Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Thành ủy đã phải chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy là ông không những nắm thành phố lớn nhất đất nước mà còn nắm cả Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và qua đó cấu kết với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để tạo sức mạnh cho riêng mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên bỏ ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng tham gia Đảng ủy quân sự thành phố. Và nắm Đảng ủy quân sự thành phố, ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị cơ quan này quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ và chính sách, nhất là chính sách nhà ở xã hội đối với quân nhân. Nghĩa là ông Nên muốn bên quân sự phải lên tiếng hỗ trợ ông trong nhiều quyết sách của thành phố. Theo ông Nên, nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tới là rất nặng nề, khó khăn. Có lẽ ông Nên muốn ngầm gửi thông điệp đến những thuộc cấp mới rằng những nhiệm vụ mà ông phải làm đối với một bí thư là quá sức đến nỗi người tiền nhiệm không dám động đến. Vậy liệu chuẩn bị của ông Nguyễn Văn Nên có mang lại cho ông thành công hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Nhiệm vụ lôi Lô Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua ra trước vảnh móng ngựa là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Văn Nên. Ông bỏ ứng cử đại biểu Quốc hội là đúng vì ông cần có thời gian để đối phó với các thế lực ngầm khó trị của thành phố này. Ông Nguyễn Văn Nên đã tăng cường vai trò lãnh đạo thật sâu trong các cơ quan của ban ngành cũng là điều cần thiết để bọc lót. Đảng ủy quân đội và Đảng ủy công an thành phố là nơi mà ông Nguyễn Văn Nên cần phải đứng vào, trong đấy cũng giống như Nguyễn Phú Trọng đứng vào Đảng ủy của Bộ Công an như vậy. Được biết, ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam là một người thuộc phe cánh ông Nguyễn Văn Nên, sẽ giúp ông Nên hết mình trong vấn đề điều tra bắt giữ người theo chỉ thị của ông Nên. Tuy nhiên, đây là mối quan hệ cá nhân, chứ chưa phải là mối quan hệ
thuộc cấp trên và cấp dưới trong Đảng ủy ngành Công an thành phố. Đây là hình ảnh ông Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam sẽ giúp được gì cho Nguyễn Văn Nên ở thời gian tới để có thể bắt được các đối tượng ông muốn. Trong ngành Công an thành phố, người của ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân và người của ông Nguyễn Văn Đua trong đó không ít. Điều đó sẽ là rất khó khăn để ông Nguyễn Văn Nên triển khai lệnh bắt và phát lệnh truy tố đối với những nhân vật có thế lực ở thành phố như bộ Tam Hải, Quân Đùa. Không biết sắp tới ông Nguyễn Văn Nên có vào Đảng ủy Công an thành phố nữa hay không. Nếu có thì khả năng phá án của ông Nên là rất cao. Nhưng nếu vào không được, việc phá án tại bộ Tam kỳ cựu thành phố này thì lại càng rất khó. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất lớn, nhưng cũng rất nhiều trở ngại từ những cựu lãnh đạo trước đã cài cắm. Và để phá được những đại án này, ông Nguyễn Văn Nên phải là những người thức thời và ngăn chặn được những thuộc hạ của những lãnh đạo trước đây đã để lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 với bản tin Dẹp chuyện bầu cử Quốc hội, ông Nguyễn Văn Nên chuẩn bị sống mái với Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.